Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên Hoàng, chúng tôi trở lại với quý vị với thời sự thế giới vẫn tiếp tục liên quan đến Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh, riêng Hoa Kỳ. Đến giờ phút này, sau 3 ngày, Hoa Kỳ vẫn không có được một huy chương vàng nào hết. Và tính tới ngày hôm nay, sau 3 ngày, Hoa Kỳ đang xếp hạng thứ 12, thưa quý vị. Sau Trung Quốc là đương nhiên, bởi vì Trung Quốc tuyên bố lần này họ sẽ cố gắng lấy không những huy chương vàng mà tất cả các huy chương nhiều nhất, bởi vì phái đoàn của Trung Quốc đông nhất, tổ chức ở nhà mà, và 8 năm trời vừa qua là dành cho các vận động viên. Ngày hôm nay Hoa Kỳ mới được 3 cái huy chương bạc thôi, theo bảng xếp hạng trên NBC. Rồi ROC là Nga, nhưng mà bởi vì Nga hiện nay đang bị cấm các lực sĩ tham gia vào Thế vận hội đại diện cho lá cờ của nước nhà, vì lý do bị trích thuốc kích thích đó, cho nên không được dùng chữ Russia mà phải dùng đoàn Thế vận hội của Nga, ROC. Thì hiện nay Nga đang xếp hạng thứ nhất, Nga giỏi thưa quý vị. Và tính đến giờ phút này đó, trong nhiều thập niên qua, từ năm 1988 đến giờ phút này, thì đây là lần đầu tiên sau 1988, Thế vận hội mùa đông ở Calgary, Canada. Lúc đó mất 7 ngày trời, Hoa Kỳ mới có được một huy chương vàng. Thì bây giờ họ đang so sánh xem, hôm nay là 3 ngày rồi, đến ngày thứ mấy nữa thì phái đoàn Hoa Kỳ mới đạt được huy chương vàng. Nhưng mà lần lâu nhất năm 1988 và lần này cũng là lần lâu thứ nhì. Theo bản tin ghi nhận, đây là bảng xếp hạng của những quốc gia đạt huy chương nhiều nhất sau 3 ngày thi đấu. Lẽ đương nhiên sẽ thay đổi nhiều, nhưng mà chúng ta thấy Nga đang chiếm 7 huy chương với 2 huy chương vàng, Canada 6, The Netherlands, Hà Lan được 5, Ý được 5 và Trung Quốc được 4. Thêm về cái thể lực thì xem ra mặc dù là Trung Quốc có phái đoàn đông nhất nhưng mà chưa biết được họ có đạt nhiều huy chương hay không. Cũng mới có 3 ngày thôi, chúng ta chờ đợi còn nhiều cuộc thi tài nữa. Song song thì một cái cuộc khảo sát ngày hôm nay liên quan đến tình hình kinh tế của nước Mỹ cho thấy, và đây tin này cũng thấy rằng mối quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt là Bộ Lao động đó. Bởi vì tính cho đến giờ phút này, thưa quý vị, cứ 10 người thì 7 người Mỹ tuyên bố họ sống hàng tháng bằng ngân phiếu của công ty đưa ra. Điều đó cứ hết tháng là xài hết tiền, tiền nhà, tiền xe, tiền child support, hỗ trợ cho con cái, thì không còn dư một đồng nào hết. Đừng nói đến chuyện để dành tiền, thưa quý vị. Họ nói living paycheck to paycheck. Cứ hết tháng là hết tiền. Cuộc khảo sát nhắm vào 2007 người lớn đang đi làm và tìm thấy 63% những người này, họ nói rằng họ không nhìn thấy trong tương lai là có một cái sự an toàn về tài chính. Để có thể khi mà họ về hưu, họ có thể sống được một cái cuộc sống thoải mái. Không phải là giàu có, quý vị nha. Họ nói là sống một cuộc sống. Thí dụ như họ muốn có thì giờ đi chơi cũng không có. Rồi không biết được trong tương lai về tài chính. Đừng nói đến chuyện nhà. Những 7 người trong số 10 người này họ nói họ không có nhà nữa. Bây giờ họ sống trong những căn chung cư chật hẹp.
lo trả tiền nhà không thôi cũng đủ mệt, huống hồ gì để giành được tiền. Bản tin khảo sát này cũng cho thấy thiếu thốn về mặt giáo dục và rõ ràng, và đồng thời thứ hai, thiếu thốn về mặt giáo dục về tài chính cũng là một cái vấn đề lớn. Và đa phần những người này ăn xài và họ không biết quản trị cái nguồn tài chính của họ sao cho hữu hiệu. Đặc biệt người phụ nữ đó cho biết cũng là cũng trong cái cuộc khảo sát này, 1.000 người đàn ông, 1.000 người phụ nữ, thì đặc biệt bên phía phụ nữ họ nói mặc dù họ sống paycheck to paycheck nhưng mà cái tỷ lệ mà để giành được tiền á của người phụ nữ vẫn tốt hơn người nam. Và điều đó chúng ta cũng thấy được, không chỉ riêng với xã hội Mỹ mà hầu như tất cả các xã hội, người phụ nữ bao giờ, người nhất là những người trong gia đình đó, cũng chất chiêu. Bởi vì sao? Họ phải đi chợ, họ phải lo quản trị, nuôi con đi chợ, và vì thế họ biết được cái giá tiêu thụ phải trả như thế nào để chăm sóc cho gia đình. 65% người phụ nữ tỷ lệ họ nói họ quản trị cái nguồn tài chính tốt hơn đàn ông. 84% quý ông này không biết sử dụng tiền, nghĩa là có tiền là cái chuyện đầu tiên đó, sau khi đi làm mua một két bia. Có người mua 6 chai, có người mua 12 chai. Nhất là các anh mẹ, quý vị thấy cái chuyện mà buổi chiều quý vị đi chợ thấy em anh mẹ là mua. Đó, họ không thể nào để dành được tiền hết. Chưa hết thưa quý vị, và đó cũng là lý do mà mỗi tuần chúng tôi có anh Anthony lên, cũng nhằm trong mục tiêu cho mình chút xíu kiến thức về tài chính vô cùng quan trọng. Bởi vì đa phần những người mà họ sống paycheck to paycheck đó là không có khả năng về tài chính, không biết để dành sao, rồi xài thẻ tín dụng nhiều quá, không trả nổi, không biết sử dụng quản trị như thế nào. Thì đó cũng là một cái tin trong cái thời gian mà đại dịch như thế này, mặc dù có những cái tiền trợ cấp hỗ trợ, thay vì để dành tiền hỗ trợ thì họ dành những cái tiền đó để họ mua những cái món mà họ thèm ước. Thí dụ như có anh thèm một cái iPhone 1.200, thay vì để dành 1.200 đó đầu tư vào thị trường chứng khoán đó, anh dùng mua cái iPhone luôn. Thì là xài rất là sang với những người này. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, vào mùa hè năm ngoái đó, quý vị cũng nhớ là truyền thông liên tục đưa tin là có hai vợ chồng nằm trong một cái băng nhóm cố tình lừa đảo cái tiền mà PPP của chính phủ lên đến 18 triệu đó. Sau đó hai vợ chồng này mặc dù là bị đeo cái còng khóa ngay cái chân đó, nhưng mà không hiểu sao bằng cách nào hai tên này đã cắt đứt được cái khóa đó, và bây giờ đã đào tẩu, mà FBI họ nghĩ là chúng đã trốn thoát ra khỏi Hoa Kỳ. Thì hai vợ chồng này đang bị truy nã. Thì đến tuần này đó, một nhân vật thứ ba trong cái băng nhóm này cũng vừa chính thức đào tẩu luôn rồi thưa quý vị. Và đây là cái bà chị vợ của cái ông trong cái chuyện này, Tamara Dandaya. Thì thật sự ra đó, đây là cả một cái gia đình lừa đảo tiền PPP của chính phủ, gồm 8 tên lận, FBI đã bắt giữ hết rồi cả 8, nhưng mà hai vợ chồng là hai cái tên đầu tiên trốn thoát. Thì tưởng là những cái tên còn lại đó, công tố viên rồi FBI sẽ thông qua cái chuyện đó mà giam chặt hơn, nhưng mà không, bây giờ lại đến cái bà này, bà trốn được. Thì cái bà Tamara này đó, thật sự là bà bị kết tội vào cũng hồi tháng 6 năm ngoái, nghĩa là cùng cái thời gian khi mà hai vợ chồng cái tên em vợ bỏ trốn đó, thì bà bị kết tội mà án tù là 10 năm. Thì đáng lý ra ngày 29 tây tháng giêng vừa rồi đó là bà sẽ report đi vào ở trong tù, nhưng mà ngày hôm đó cảnh sát, công tố viên và luật sư của bà không tìm được bà, sau đó mới phát hiện là bà đã trốn mất tiêu, bây giờ không ai biết bà ở đâu. Nhưng mà cái vấn đề mà cái người bị chỉ trích nhiều nhất trong cái chuyện này đó là ông thẩm phán thưa quý vị. Lý do vì sao? Tại vì bây giờ đó, sau khi mà có đến cái tên thứ ba trong cả cái băng nhóm trốn thoát, nó khiến cho cái hình ảnh của FBI với công tố viên trong cái chuyện này đó nhìn rất là tệ, khi mà để cho ba trong số 8 tên trốn dễ dàng như vậy. Thì bây giờ công tố viên họ bực tức
quá họ mới nói, thứ nhất hai cái vợ chồng kia đó là chủ mưu. Lúc ban đầu công tố viên yêu cầu thẩm phán là đặt cái tiền bail đó là lên đến 1 triệu đồng một tên, nhưng mà thẩm phán thì lại đưa ra có 500 ngàn thôi, cho nên chúng đóng được tiền bail và được tại ngoại hầu tra. Mặc dù phải đeo cái còng thì chắc thẩm phán với lại công tố viên không nghĩ là chúng cắt được cái còng. Còn riêng cái bà chị vợ đó thưa quý vị, thì công tố viên yêu cầu đó là bắt bả đeo cái còng giống như vậy luôn. Nhưng mà bởi vì cái tội của bả nó nhẹ hơn một tí thì ông thẩm phán ổng lại không có chịu. Cái người công tố viên trong cái vụ này nói rằng cái số tiền lừa đảo lên đến 18 triệu thì án tù của những tên này đó là rất là nặng, phải trên 10 năm. Cho nên họ nghĩ là cái nguy cơ mà bọn chúng đào tẩu nó rất cao. Nhưng mà cái ông thẩm phán trong cái chuyện này ổng vì lơ là mà bây giờ ổng làm sổng mất ba tên luôn thưa quý vị. Cũng chạy đằng trời. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Tạm chia tay với Thảo Yên bởi vì mỗi thứ hai chúng tôi đón tiếp anh Anthony nói về chuyện hầu bao của quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.